Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 5 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt xem bầu cử nước Mỹ để quên đi thực tại đảng cử dân bầu. Theo kết quả thống kê của AP tại Mỹ cho thấy, trong cộng đồng người Việt có 48% ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và 36% ủng hộ ông Biden, 16% chưa quyết định. Tuy nhiên, các thống kê ở Việt Nam cho thấy người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump có đến 80%. Có thể nói sự quan tâm của người Việt Nam đối với cuộc bầu cử ở nước Mỹ là hơn hẳn rất xa so với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Người Việt Nam xem bầu cử Mỹ mà hồi hộp không thua kém gì xem giải bóng đá thế giới World Cup cả. Đây là hình ảnh vào cuối ngày 4 tháng 11 giờ Việt Nam, tìm kiếm trên Google cho thấy ông Biden đang dẫn trước với 238 phiếu, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có 213 phiếu và con số này tiếp tục thay đổi. Chưa có công bố chính thức ai thắng cử và gần như chắc chắn sẽ có sự tranh chấp qua tối cao pháp viện dù kết quả là bất cứ bên nào chiến thắng. Trời ơi, coi bầu cử mà có đau tim hồi hộp còn hơn chuẩn bị nhận lời cầu hôn vậy. Facebook Trà My, một cô gái xinh đẹp ở lứa tuổi 20 đưa ra lời bình luận như vậy. Còn fanpage của cô bé Cát Linh ở Hà Nội cũng đưa ra lời bình luận như sau. Vào Facebook của Trump, ông này đang livestream kêu gọi người dân ủng hộ mình và thuyết phục người dân đi bầu cử. Nhảy sang Biden, ứng viên đang chạy đua vào Nhà Trắng với Trump, đang nói đến khản cổ để người dân bỏ phiếu cho mình. Hai ông này đang dìm nhau như chưa bao giờ được dìm, thể hiện mình như chưa bao giờ được thể hiện, xem hai bên cũng vui. Từ qua tới giờ thì bạn bè khắp nơi cũng nhắn tin quá trời vì bầu cử ở Mỹ. Lạ lắm luôn, trong suốt cuộc đời còn lại không biết mình có được ai thuyết phục để đi bỏ phiếu không hay nữa. Mà bỏ phiếu điện tử chứ không phải bỏ vào thùng đổ ra đếm nhá. Không biết có ai đưa ra những kế sách cho quốc gia để thuyết phục mình không nữa. Bầu cử Tổng thống Mỹ thôi mà cả thế giới cãi nhau om tỏi. Bao giờ Tổng thống nhà mình mà cãi nhau được như vậy thì mới đáng quan tâm nhỉ? Cô bé Cát Linh đã nhận định như vậy từ Hà Nội. Theo dõi bầu cử nước Mỹ thì cảm tình với Tổng thống Trump vì sự gây cấn của một kết quả khó dự đoán, vì báo đài, truyền thông và mạng xã hội liên tục đưa tin khiến người đa số người Việt Nam đã bị lôi cuốn. Tuy nhiên, giới luật sư và nhà báo thì đa phần cảm thấy một sự thua thiệt, mất mát rõ ràng của người dân Việt Nam đã gần trăm năm nay ở tình thế đảng cử dân bầu. Việc tranh cử và vận động bầu cử công khai là tuyệt nhiên không có dưới chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị tại Việt Nam. Từng có ý kiến đòi hỏi sự dân chủ công khai trong nội bộ đảng ở mỗi kỳ bầu bán. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo đảng hầu như cũng không cần đối đáp, không cần trả lời, vốn là những đòi hỏi và yêu cầu của người dân. Đây là hình ảnh vụ kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy đây là kết quả đấu đá giành ghế khi cuộc đua ở giai đoạn cuối về đích và sự bành trướng thế lực của phe Thanh Hóa, Nghệ An trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bởi thế mới có những danh từ có tính mỉa mai như bầu bán hoặc là chia ghế để nói về bầu cử trong Đảng Cộng sản ở Việt Nam, và cũng chính là sự thuyết định của các chức danh lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt Nam mà nhân dân không bao giờ có cơ hội tham dự cả. Một bài báo với tựa đề hơi lạ như sau: Một dân tộc đói khát của bác sĩ Võ Xuân Sơn, nhằm diễn tả sự đói khát quyền bầu cử của người dân Việt Nam khi nhìn vào nước Mỹ. Ông đã chia sẻ như sau: Bạn đã bao giờ ngồi ăn mà có cả đám đứng nhìn bạn ăn mà thòm thèm, thậm chí có đứa chép miệng suýt xoa hay chưa? Đã mấy chục năm nay, tôi không gặp lại cảnh ấy, hoặc có thể chuyện ấy vẫn xảy ra mà tôi không hề nhận thấy, do tôi quá bàng quang với thế giới quanh mình. Dân Việt Nam bây giờ không còn nhiều người phải thiếu thốn đồ ăn đến mức đi nhìn miệng người ta ăn nữa. Ngay cả những gia đình bị bão lũ cô lập cũng đã được những cô tiên, những nhà hảo tâm mang đồ ăn đến tận nơi. Thế nhưng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 11 năm 2020, thì tôi lại thấy cảnh đó suốt cả ngày. Tôi nhận thấy không phải chỉ một đám người, mà là gần như cả một dân tộc đang đói khát và đang hao háu, đang lom khom dòm người ta no nê. Tôi nhìn thấy dân Việt Nam hào hứng với cuộc bầu cử ở tận bên Mỹ. Đúng rồi, sự tự do bầu cử, tự do bình luận, tự do biểu cảm chính là thứ mà dân tộc này đang bị đói khát và dân Mỹ đang no lề. Và sự thèm khát được quyền tự chọn cho mình người lãnh đạo đất nước, sự khao khát được bình luận thoải mái về những người sẽ và đang lãnh đạo đất nước mình, sự đói khát hình ảnh một lãnh đạo dám đối đầu với Trung Quốc đã khiến hàng chục triệu người dân Việt Nam trở thành những kẻ hao háu, lom khom vào miệng người ta
khi người ta đang thưởng thức bữa tiệc tự do dân chủ của họ. Thường thay cho một dân tộc đang đói khát, bác sĩ Võ Xuân Sơn đã bộc lộ cảm xúc của mình như vậy. Đây là hình ảnh vào trưa ngày 3 tháng 11, một chiếc xe ô tô Ford đã xuất hiện trên đường phố Sư Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh với lá băng rôn ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh thì nói ngay rằng mình đã 40 tuổi mà chưa đi bầu cử lần nào. Ông viết như sau: "Tôi gần 40 tuổi mà thật lòng là chưa từng đi bầu cử lần nào. Nhiều bạn bè của tôi cũng không đi bầu vì không tin kết quả. Mà thật ra danh sách để cho dân bầu ai cũng tài đức như nhau. Cho dù ai lên hay xuống cũng vô địch muôn năm 100%. Bầu cử ở mình anh nào cũng 100%, cũng như tỷ lệ học sinh xuất sắc 100%, dù có em lên lớp 2 chưa biết chữ, cũng như cả nước ta là khu vực văn hóa nhưng mở cửa ra là gặp những cảnh không văn minh. Gia đình văn minh có con chém mẹ vừa đường phố an toàn đang lái xe thì bị nước miếng phun vô mặt. Mấy năm nay thấy dân mình quan tâm bầu cử Mỹ, thấy buồn quá. Người ta chọn ông Trump vì người ta cuồng ông. Người ta chọn ông Biden vì người ta ghét ông Trump, chứ không phải vì cuồng ông Biden. Dân mình quan tâm bầu cử nước Mỹ cũng như là cái yêu, cái ghét Trump vậy. Họ chán cái tỷ lệ 100% giả dối nên dành tình cảm đặt tuốt bên Mỹ. Dù ông nào lên thì ông cũng được nước Mỹ chứ quan tâm gì đến xứ mình. Ông Biden hay ông Trump làm tổng thống thì nước Mỹ vẫn vĩ đại. Cũng như nước mình, ai lên thì cũng vô địch muôn năm." Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã đưa ra lời tâm sự như vậy. Còn luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội thì đưa ra dòng trạng thái tóm tắt một số kết quả bầu cử 100% ở Việt Nam rằng: "Đông Lào thắng lớn, mỗi vị trí có một ứng cử viên. Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử chức bí thư tỉnh Đắk Lắk với kết quả 100% phiếu bầu. Ông Dương Văn Thái trúng cử bí thư Bắc Giang với 100% phiếu thuận. Ông Hoàng Trung Dũng trúng cử bí thư Hà Tĩnh với 100% phiếu tín nhiệm. Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử bí thư Hà Nội với 100% số phiếu. Rồi các tỉnh Hà Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Điện Biên, vân vân đều có 100% trúng cử cho một ông hay là bà bí thư nào đó." Cũng phải công nhận rằng Việt Nam vô địch thế giới về cái khoản bầu cử kiểu này. Cũng so sánh với Hoa Kỳ với Việt Nam, luật sư Nguyễn Danh Huế đã viết như sau: "Ở Mỹ có nhiều đảng hoạt động, nhưng có hai đảng thay nhau cầm quyền, đó là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Hai đảng này luôn phải cạnh tranh lẫn nhau bằng việc đưa ra các chính sách để thuyết phục dân chúng ủng hộ mình. Cuộc đua giữa Trump và Biden luôn gay cấn và chắc chắn sẽ có một kết quả xít xào. Các đảng phái ở Mỹ không được phép tiêu tiền ngân sách mà phải tự gây quỹ để hoạt động. Việc gây quỹ phải tuân theo quy định của pháp luật nữa. Sinh hoạt đảng cũng bị cấm trong quân đội, cảnh sát và các cơ quan công quyền. Nói nôm na là muốn họp chi bộ thì các ông tự bỏ tiền túi và hết giờ làm ra quán nước mà họp. Còn ở nước ta thì chỉ có đảng Cộng sản được tồn tại. Các tổ chức chính trị đối lập khác sẽ không được phép thành lập. So với đảng phái ở Mỹ thì đảng ta sướng gấp vạn lần. Tiền hoạt động của đảng này hoàn toàn lấy từ ngân sách nhà nước. Các tổ chức đảng có ở tất cả mọi nơi, có trụ sở làm việc to đẹp. Lãnh đạo đảng từ cấp xã, cấp huyện đã được hưởng nhiều chế độ ưu đãi. Nếu là ủy viên trung ương thì được hưởng những chế độ đặc biệt như chăm sóc sức khỏe, xe ô tô đưa đón, đi máy bay hạng thương gia. Và nếu là ủy viên Bộ Chính trị thì còn được khám sức khỏe hàng ngày, ăn uống theo chế độ đặc biệt. Có trợ lý và thư ký giúp việc, có lái xe đưa đón, có cảnh vệ bảo vệ 24/24 ở nhà và nơi làm việc hay khi đi chơi. Được ở biệt thự công vụ từ 400 đến 600 mét vuông trở lên. Khi chết được chôn chỗ riêng và rất nhiều chế độ ưu đãi khác. Nếu như ở Mỹ, các đảng phái tự chọn cho mình những ứng viên để dân chúng chọn xem ai lãnh đạo đất nước, thì ở ta, từ lãnh đạo cấp thôn, xóm, đảng cũng tự quyết định hết. Luật sư Nguyễn Danh Huế đã nêu nhận định như vậy. Từ thành phố Clover, vùng Little Sài Gòn, bang California, ông Vũ Hoàng Hải, cựu tù nhân chính trị, từng bị ở tù 2 năm vì tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự, không giấu được hào hứng khi trực tiếp hòa mình vào đời sống chính trị gay cấn của Mỹ những ngày gần đây. Ông Hải hiện là một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và là đại diện của khối 8406 muốn tập hợp những nhà bất đồng chính kiến thách thức chính quyền Hà Nội. Ông sang Mỹ vào năm 2010 và đến năm 2015 thì được nhập quốc tịch Mỹ. Đây là hình ảnh đa số người Việt Nam tại Mỹ đều ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tái cử. Qua Mỹ được mấy ngày thì tôi hoạt động chính trị liền.
tất cả các cuộc biểu tình là phản đối chính quyền Hà Nội tôi đều tham gia, lên tới Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco, ông đã nói như vậy. Sau khi được nhập tịch, ông tham gia ngay vào đời sống chính trị Mỹ, ông Hải cho biết, và đến nay ông đã đi bỏ phiếu trong hai cuộc bầu cử 2016 và cuộc bầu cử giữa kỳ 2018. Phải đến năm 51 tuổi, tức là năm 2016, ông Hải mới lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu. Trước đó ở Việt Nam, ông tẩy chay các cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, ông nói. Năm 2016, ông bầu cho ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Rất khoan khoái, ông Hải mô tả cảm giác đó. Trước khi bỏ phiếu, tôi ngồi lại với anh em hỏi quan điểm tại sao bầu cho người này, không bầu cho người kia, ông kể. Tham gia vào đời sống chính trị Mỹ giống như một trận đá banh, cá độ lớn chứ không phải là cá độ nhỏ. Ông ví von và kể lại đêm bầu cử năm 2016 khi ông cùng bạn bè tập trung tại một nhà hàng và ai cũng dán mắt vào màn hình xem cập nhật kết quả bầu cử. Chúng tôi xem nhân vật đó đưa ra sách lược như thế nào cho nhiệm kỳ của họ, ông giải thích. Chúng tôi quan tâm đến nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam nên xem người đó đã làm gì ảnh hưởng đến Việt Nam. Trước khi lưu vong sang Mỹ, ông Hải từng trải nghiệm qua cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong nước mỗi 5 năm một lần. Đây là hình ảnh ở Việt Nam, dễ dàng tìm thấy hàng loạt kết quả bầu cử đắc cử 100% trong Đảng Cộng sản Việt Nam vì mỗi vị trí chỉ có một ứng viên duy nhất. Ông nói ông không bao giờ đi bầu cử. Ở Việt Nam, đảng cử dân bầu, chưa bầu chúng ta đã biết kết quả. Chúng tôi đã tẩy chay bầu cử từ xưa đến giờ. Do đó, gia đình ông bầu theo hình thức tẩy chay. Đó là khi chính quyền có người đến nhà hối thúc đi bầu, thì mẹ ông nói với tư cách chủ hộ sẽ cầm một nắm phiếu của tất cả những ai đủ tuổi trong nhà đem đến phòng phiếu bỏ, chứ không có ý thức gì hết. Theo ông, thì bầu cử dân chủ ở Việt Nam chỉ là mị dân, và ngày bầu cử chỉ là đi chơi cho vui. Ông nói, đa số người dân đi bầu là bị bắt buộc và những cán bộ, đoàn viên mà thôi. So sánh tỷ lệ bỏ phiếu của Việt Nam vốn bao giờ cũng ở mức rất cao, trong khi ở Mỹ thường thấp hơn. Ông Hải cho rằng đó là do Việt Nam coi trọng thành tích. Khi được hỏi về Việt Nam cho phép tự ra ứng cử đại biểu quốc hội và không cần thông qua mặt trận tổ quốc, ông Hải thừa nhận đó là chuyển biến theo hướng dân chủ hơn. Chúng tôi biết rằng có ra ứng cử cũng như không, nhưng mình vẫn ủng hộ ứng cử độc lập để xem xét sự cởi mở của chính quyền Việt Nam như thế nào. Từ từ đến giai đoạn nào đó thì Việt Nam sẽ phải cởi mở hơn vì họ đã cam kết với các quốc gia dân chủ trên thế giới, ông phân tích tiếp. Ông Hải nhận định nếu Việt Nam áp dụng nền dân chủ như kiểu Mỹ thì đầu tiên sẽ loạn nhưng từ từ sẽ gạn lọc bớt gì. Cho đến một ngày nào đó có dân trí cao hơn thì người ta sẽ ứng xử tốt hơn, ông nói trong sự so sánh tình trạng chia rẽ trong cộng đồng đối với hai ứng viên Donald Trump và Biden. Tuy nhiên, ông cho rằng không nên đợi dân trí Việt Nam cao hơn mới thực hành dân chủ như Mỹ. Vì theo ông, nền dân chủ đa đảng do người dân nhiều lựa chọn để so sánh cái nào tốt hơn, thay vì chỉ có một đảng cộng sản như hiện nay. Việt Nam đã từng có đa đảng rồi, chứ không phải là đa đảng không hợp với Việt Nam, ông đã nói như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Năm ngày 5 tháng 11 năm 2020 với bản tin Người Việt xem bầu cử nước Mỹ để quên đi thực tại đảng cử dân bầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.